Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 16 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 tổ chức kỳ họp thứ 6 để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những điều cần biết về hội chứng hậu Covid-19 và cách xử trí. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng qua các trạm thu phí đường bộ. Bắt quả tang cơ sở sản xuất ở huyện Văn Lâm xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Sáng nay, tại hội trường trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh diễn ra kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ năm 2021-2026 nhằm xem xét một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực, khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực. Người dân đón xuân mới với niềm tin, kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế trong năm 2022. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động việc làm, giảm nghèo được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Kỳ họp xem xét 9 tờ trình và dự thảo nghị quyết, trong đó có 7 tờ trình trình bày tại hội trường. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đọc tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc đề nghị thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày về danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022. Danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2022. Sở Tài chính trình bày về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất năm 2022. Sở Kế hoạch Đầu tư trình bày về việc chấp thuận triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Sở Y tế trình bày về việc quy định mức giá đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Sở Khoa học Công nghệ trình bày về quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030. Các tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp đã được các ban Kinh tế Ngân sách, Văn hóa Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm định và trình tại kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022 và giai đoạn 2021-2026. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nhanh chóng chỉ đạo, cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó lưu ý. Thứ nhất là với việc triển khai nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha trên địa bàn tỉnh năm 2022, đề nghị Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện hiện trạng sử dụng đất, đảm bảo thống nhất về số liệu, địa điểm giữa hồ sơ và thực địa của tất cả các công trình, dự án trong danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án sử dụng đất lúa dưới 10 ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo rà soát cụ thể đối với từng công trình, dự án đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật liên quan, cập nhật và phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, theo loại đất và đảm bảo phù hợp với các nội dung có liên quan trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Thứ hai, việc áp dụng hệ số điều chỉnh hệ giá đất, hệ số K để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022 trong quá trình triển khai thực hiện, khi giá đất có biến động tăng giảm đột biến, đề nghị Ủy ban tỉnh phải kịp thời báo cáo điều chỉnh cho phù hợp và đảm bảo việc điều chỉnh hệ số phải đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Thứ ba, đối với việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, nghị quyết của Hội đồng Nhân tỉnh vừa được thông qua mới là bước đầu trong việc triển khai lập dự án để gửi cấp có thẩm quyền quyết định
báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc biệt là Ủy ban thành phố Hà Nội có tuyến đường vành đai 4 đi qua để hoàn thiện các thủ tục về chấp thuận triển khai dự án trên địa bàn thuộc phần trách nhiệm của tỉnh Hưng Yên, đặc biệt là chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư bám sát nội dung đề nghị điều chỉnh bổ sung đối với đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên nhằm đảm bảo đồng bộ hệ thống giao thông của tỉnh với hệ thống giao thông quốc gia, tạo thuận lợi trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Thứ tư, đối với việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, để đảm bảo nâng cao tính khả thi, hiệu quả của nghị quyết, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Trong quá trình thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở thương mại cần phải xem xét quy định tỷ lệ xây dựng nhà ở tối thiểu trong dự án, đặc biệt là đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội. Chỉ đạo bám sát chặt chẽ kết quả thực hiện các nội dung đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm đầu tư đồng bộ, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khớp nối hạ tầng với các dự án khu vực lân cận, nâng cao chất lượng về nhà ở. Thứ năm là đối với việc thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, đề nghị công khai mức dịch vụ xét nghiệm mới và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thu phí xét nghiệm ở các cơ sở khám chữa bệnh, chỉ đạo cơ sở y tế sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm hiệu quả, chống lãng phí và tiêu cực. Thứ sáu, việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, đề nghị Ủy ban tỉnh chỉ đạo các sở ngành, cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, lập danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực sở ngành quản lý, báo cáo Ủy ban tỉnh trình Hội đồng nhân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công, đảm bảo đồng bộ toàn diện theo đúng quy định của Nghị định 60 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm những nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định pháp luật. Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của ngành Công thương và ngành Tài nguyên và Môi trường. Phiên chất vấn được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại hội trường và kết nối trực tuyến với các đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh, thành phố. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, chất vấn các vấn đề thuộc trách nhiệm của hai bộ trưởng. Kính thưa Quốc hội, kính thưa chủ tọa phiên chất vấn, tôi xin gửi đến Bộ trưởng Bộ Công Thương một câu hỏi như sau. Thời gian qua, giá dầu thế giới luôn tăng cao, nguồn cung trong nước bị thiếu hụt do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm sản lượng sản xuất. Giá bán xăng dầu của nhiều đại lý có thời điểm không đủ bù chi phí nên xảy ra hiện tượng một số đại lý, cửa hàng xăng dầu tư nhân găm hàng, treo biển hết xăng, chờ tăng giá. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước lên cao nhất trong 8 năm qua đã ảnh hưởng đến sản xuất, phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Đề nghị Bộ trưởng có giải pháp như thế nào trong thời gian tới để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu trong nước? Tôi xin được trả lời câu hỏi của đại biểu Hưng Yên về vấn đề cung ứng xăng dầu. Chúng ta đều biết là trong những ngày qua thì cái giá xăng dầu thế giới tăng đột biến. Lý do cơ bản là bị đứt gãy nguồn cung ở một số cái nước mà có sản lượng lớn. Và cái tác động từ cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì nó làm cho cái thị trường xăng dầu thế giới đảo lộn. Trong cái bối cảnh ấy thì trong nước chúng ta thì lại gặp những khó khăn bởi cái nguồn cung xăng dầu do nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Trước cái tình hình như vậy thì ngay từ đầu tháng 1, Bộ đã rất là chủ động tham mưu cho Chính phủ và trực tiếp chỉ đạo cái hệ thống của mình. Theo đó thì yêu cầu tất cả những cái doanh nghiệp đầu mối có chức năng nhập khẩu cái xăng dầu phải nhập đủ cái sản lượng mà do cái nhà máy Nghi Sơn thiếu hụt để bảo đảm đủ cái nguồn cung trong nước. Sản lượng dầu chúng ta dùng trong mỗi tháng bình quân khoảng 1,8 đến 1,9 triệu mét khối. Thế mà chúng ta có 3 triệu mét khối ở giữa tháng 2 thì nghĩa là hết tháng 3 mới hết được cái lượng xăng dầu như vậy. Thế và Bộ cũng tiếp tục chỉ đạo các cái doanh nghiệp đầu mối là tiếp tục có kế hoạch nhập khẩu trong tháng 3 vượt với cái sản lượng nhập khẩu bình thường. Mỗi tháng chúng ta nhập khẩu bình thường là có 500.000 khối. Nhưng mà theo chỉ đạo của Bộ thì phải nhập lên gấp 2 lần. Tôi xin gửi đến đồng chí Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường một câu hỏi như sau.
Dư luận cử tri nêu việc đấu giá đất tại nhiều nơi có hiện tượng bắt tay ngầm để tạo sóng. Có nhiều trường hợp nhà đầu tư trả giá trên trời rồi âm thầm bỏ cọc. Kết quả chúng đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm. Điển hình như vụ đấu giá đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức vừa qua. Từ đó làm nhiễu loạn thị trường, đẩy giá đất các khu vực lân cận lên cao, tạo ra hiện tượng sốt đất ảo, thiết lập mặt bằng giá đất mới khiến quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, gây mất trật tự an ninh xã hội. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp như thế nào trong thời gian tới để khắc phục tình trạng nêu trên. Báo cáo với Quốc hội là cái việc mà đấu giá đất và đặc biệt trong thời gian vừa qua đã nổi lên, không chỉ có thổi giá mà thực tế còn là dìm giá, có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất nó phải nói là góc độ về pháp luật, nó đang điều chỉnh bởi các cái luật khác nhau, luật đấu giá, luật đất đai, các cái quy định liên quan đến về tài chính, thuế vân vân. Và trong đó thì có một điều là do nhiều luật nên các quy định nó thiếu cụ thể, kể cả trình tự, phương thức, đặc biệt khi một loại tài sản mà có thể nói lên những cái giá trị về tài nguyên này nó khác biệt như là đất đai. Chúng tôi thấy là cái thứ nhất là phải có quy định là phương pháp trình tự để đấu giá đối với đất tài sản là đất đai chặt chẽ hơn. Về góc độ luật đất đai thì mới quy định về cái điều kiện các doanh nghiệp tham gia đấu giá, nhưng mà chưa quy định cụ thể các điều kiện nó cụ thể nào, đặc biệt là vấn đề thể hiện cái năng lực của doanh nghiệp chưa được quy định nó rõ ràng, và kể cả cái tiền gọi là tiền đặt trước, tiền đặt cọc, hoặc là trong trường hợp cái giá mặt bằng, giá khởi điểm với vấn đề mà phát sinh cái giá sau này đấu giá tăng lên nhiều lần thì những cái vấn đề liên quan đến như thế nào là một cuộc đấu giá bình thường, như thế nào là một cuộc đấu giá không bình thường thì cần phải quy định bởi pháp luật. Nó để cho người tổ chức tham gia đấu giá vừa chịu trách nhiệm nhưng vừa có được cái cơ sở pháp lý để mà các điều chỉnh các cái vấn đề đó. Đồng thời phải tăng cường cái kỷ cương trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, điều tra đối với các cái vấn đề mà liên quan đến các cơ quan công quyền mà lợi dụng cái vấn đề này thì phải xử lý thật nghiêm. Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, người mắc COVID-19 điều trị tại nhà khi ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách. Nơi cách ly ở đây là phòng trong căn nhà, có nghĩa là F0 không được ra khỏi nhà. Trong hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 được Bộ Y tế ban hành ngày 14 tháng 3 có nội dung, người mắc COVID-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly, khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác. Để tránh dư luận có nhiều cách hiểu khác nhau, tổ biên tập đã điều chỉnh quy định trên thành người mắc COVID-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà. Hướng dẫn cụ thể quy định các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm đối với người mắc COVID-19 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người mắc COVID-19. Bộ Y tế cho phép người dân tự xác định mắc COVID-19 bằng test nhanh thay vì để nhân viên y tế thực hiện hoặc giám sát từ xa. Thưa quý vị và các bạn, nhiều trường hợp F0 sau khi khỏi bệnh lại xuất hiện hội chứng hậu COVID như đau đầu, mất ngủ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực, rối loạn nội tiết, làm ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Vậy hội chứng hậu COVID là gì? Làm như thế nào để cải thiện tình trạng trên? Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị và các bạn theo dõi tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bảo Ngọc, khoa khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hội chứng hậu COVID-19 là tình trạng bệnh nhân dù đã khỏi COVID-19 nhưng các triệu chứng vẫn còn kéo dài trên 4 tuần kể từ lúc khởi phát nhiễm trùng. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ đợt nhiễm bệnh hoặc sau khi hồi phục. Theo thống kê, có hơn 200 triệu chứng hậu COVID-19 ảnh hưởng đến 10 cơ quan của cơ thể. Để ngăn ngừa di chứng hậu COVID-19 có thể gây tác động nặng đến sức khỏe tinh thần, những F0 khỏi bệnh cần có chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, tập thể dục để nâng cao thể trạng. Mình cũng sẽ tăng cường cái sức đề kháng bằng cách là mình uống vitamin, ăn uống sinh hoạt, và cái vấn đề quan trọng này, tức là mình phải tập thở nữa. Bởi vì là khi mà cái tổn thương của SARS-CoV-2 nó cũng gây tổn thương là đường hô hấp trên, chính là từ họng, thanh quản và phổi. Cho nên là các khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như là rất nhiều cái bệnh viện chính thống ấy là chúng ta phải tập thở. Thì đơn giản thôi, tức là hít vào thì mình có thể hít 1-2, hít chậm thôi. Nhưng mà thở ra thì có thể là 4-5-6, để làm như nào để mình tăng thông khí phổi lên.
trong cái thời gian mà mình bắt đầu hồi phục lại đó. Thông thường những triệu chứng có thể tự khỏi, tuy nhiên có những triệu chứng không can thiệp kịp thời sẽ gây biến chứng, làm tổn thương tới các bộ phận khác của cơ thể như tổn thương phổi, rối loạn chức năng hô hấp. Sau khi hậu Covid 7 ngày không nên đi khám bệnh, ăn uống, sinh hoạt như thế nào đấy cho nó thật tốt. Rồi thì sau 7 ngày hoặc 14 ngày nữa, hãng đến khám lại. Bệnh nhân thứ hai đó là như này này, là bệnh nhân có tổn thương phổi, họ lên khám ở bạch mai. Thế thì thường là những cái bệnh nhân này là chúng tôi sẽ chuyển vào bác sĩ về chuyên khoa hô hấp, để các bác sĩ đấy người ta sẽ khám và người ta sẽ điều trị. Với nhiều tiện ích mang lại như nhanh gọn, thuận tiện, tránh ùn tắc giao thông và minh bạch hóa, việc dán thẻ thu phí tự động tại các trạm thu phí đường bộ đang được nhiều tài xế sử dụng. Vậy dán thẻ thu phí tự động như thế nào? Dán ở đâu? Sử dụng thẻ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Những tiện ích mà thẻ dán thu phí tự động mang lại là không thể phủ nhận. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể đăng ký và sử dụng được loại thẻ dán này? Xin mời quý vị đến với chia sẻ của anh Phóng, trưởng phòng kỹ thuật trạm thu phí cầu Yên Lạnh để hiểu thêm chi tiết. Vâng, chào anh Phóng. Xin anh cho biết là hiện nay trên thị trường thì có những cái loại thẻ thu phí tự động thông dụng nào? Có hai loại. Thứ nhất là có loại thẻ e-pass và loại thẻ e-tac. Thống kê của trạm Yên Lạnh thì tỷ lệ dán thẻ của e-tac và e-pass là đạt khoảng 40% lưu lượng xe qua trạm. Anh Phóng ơi, để mà có thể đăng ký được thẻ dán này thì chủ phương tiện cần phải làm gì? Vâng, việc dán thẻ thì có hai hình thức. Thứ nhất là đối với thẻ VETC thì chúng ta có thể là đến các trung tâm đăng kiểm, các trạm thu phí và các điểm giao dịch. Còn đối với thẻ e-pass của VDTC thì chúng ta hãy đến các hệ thống Viettel thì chúng ta sẽ được hướng dẫn và dán thẻ. Khi đi đăng ký thì chủ phương tiện cần phải mang theo những giấy tờ gì vậy anh Phóng? Đối với các cá nhân thì chúng ta thì cần đăng ký xe này, chứng minh thư này, hoặc thẻ căn cước công dân. Còn đối với các cái doanh nghiệp thì chúng ta cần phải có giấy phép kinh doanh, ô tô công chứng và đơn đề nghị. Và đối với các tổ chức thì chúng ta cần phải có giấy tờ công văn và danh sách kèm theo đến các trung tâm và các đại lý. Ngay bên cạnh tôi đây là chị Út, nhân viên tư vấn của Viettel chi nhánh Hưng Yên, một trong hai đơn vị cung cấp thẻ dán thu phí tự động không dừng ở trên xe ô tô. Chị Út ơi, sau khi mà chủ phương tiện đã dán được thẻ xong thì sẽ sử dụng như thế nào? Để sử dụng được thẻ, trước tiên là tư vấn viên phải tải app cho khách hàng bằng cách là tải Viettel Money và nâng cấp lên cho khách hàng gói 3 và liên kết thẻ ngân hàng cho khách hàng để sử dụng dịch vụ. Vậy khi mà đã đáp ứng được tất cả những cái tiêu chí này rồi mà lỗi vẫn xảy ra, tức là đi qua trạm thu phí mà barrier không mở để cho tài xế qua, thì lúc này tài xế cần phải làm gì? Đi qua barrier mà barrier không mở thì chủ tài xế trước tiên phải kiểm tra tài khoản của mình xem có đủ tiền không. Nếu mà tài khoản mà đủ tiền mà barrier vẫn không mở thì tài xế liên hệ với tổng đài để được hỗ trợ. Vâng, cảm ơn chị Út. Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về những lợi ích của thẻ dán thu phí tự động không dừng. Chúc quý vị tham gia giao thông luôn thuận lợi và an toàn. Cuối chương trình là các tin an ninh về phát hiện cơ sở xả thải trái phép ở huyện Văn Lâm và khởi tố hai đối tượng trộm cắp xe máy ở huyện Kim Động. Ngày 15 tháng 3, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Lạc Tạo, huyện Văn Lâm và các đơn vị chức năng phát hiện bắt quả tang cơ sở xeo tấy, ép tấy do anh Phạm Đình Thuyết, sinh năm 1981, ở thôn Tân Nhuế, xã Lạc Đạo làm chủ, đang xả nước thải màu nâu đục, sủi bọt mà chưa qua xử lý ra môi trường. Tổ công tác đã lấy mẫu nước thải để trưng cầu giám định, làm căn cứ xử lý, đồng thời lập biên bản yêu cầu cơ sở này chấm dứt hành vi vi phạm nêu trên. Mới đây, Công an huyện Kim Động nhận được đơn trình báo của một công dân trú tại thôn Nho Lâm, xã Mai Động về việc bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Way S khi đang dựng xe trên đường D sông Hồng. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua điều tra xác định được hai đối tượng trộm cắp xe là Đặng Đình Tuy, sinh năm 1998, trú tại thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, và Trần Văn Quyền, sinh năm 1980, trú tại thôn Phần
Quản Lâm, xã Đào Dương, huyện Ân Thi. Trong đó, Quyền từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với những tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký thông qua dự luật chi tiêu hàng năm của Mỹ, trong đó có khoản viện trợ cho Ukraine trị giá 13,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp đôi so với đề xuất 6,4 tỷ đô la Mỹ của chính quyền ông Biden. Khoản hỗ trợ là một phần của dự luật chi tiêu trị giá 1.500 tỷ đô la Mỹ cho chính phủ Mỹ đến hết tháng 9. Khoản tiền này có 6,5 tỷ đô la Mỹ cho Lầu Năm Góc để trang trải chi phí điều quân đội Mỹ tới các nước đồng minh ở sườn đông của NATO, cung cấp hỗ trợ tình báo cho Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ dự kiến công bố khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Một số nguồn tin nhận định sẽ bao gồm các thiết bị quân sự như tên lửa chống tăng. Tổng thống Biden hồi đầu tháng cũng đã thông qua gói hỗ trợ vũ khí trị giá 350 triệu đô la Mỹ, trong đó có tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không Stinger, vũ khí cá nhân và đạn cho Ukraine. Nga vừa công bố các lệnh trừng phạt với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau cùng hàng trăm quan chức trong giới lãnh đạo của hai quốc gia này. Theo đó, ngày 15 tháng 3, Nga đã trừng phạt Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Moscow nói rằng các biện pháp trừng phạt là hành động có đi có lại, được áp đặt sau khi Washington đưa các nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga, trong đó có Tổng thống Putin, vào danh sách trừng phạt. Những người nằm trong danh sách sẽ không được nhập cảnh vào Liên bang Nga. Tuy nhiên, tuyên bố của Điện Kremlin nói rằng Moscow sẽ không loại trừ việc tiếp xúc với các quan chức Mỹ nếu họ đáp ứng lợi ích quốc gia của Nga. Ngoài trừng phạt Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga cũng công bố trừng phạt hơn 300 cá nhân Canada để đáp trả một động thái tương tự của chính phủ Canada và sự thù địch thái quá của chính quyền Canada hiện tại. Trong danh sách này có Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của Canada. Giới chức Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên dường như đã thất bại trong một vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất diễn ra vào sáng 16 tháng 3. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã phóng một vật thể không xác định từ khu vực Sunan vào khoảng 9 giờ 30 sáng, nhưng có lẽ đã thất bại. Bình Nhưỡng hiện chưa bình luận về vụ việc, và nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ thử vũ khí thứ 10 của Triều Tiên trong năm nay, sau 7 vụ thử tên lửa, và 2 vụ được mô tả là thử vệ tinh chính xác. Hàn Quốc và Mỹ tuần trước cho biết, các vụ thử nghiệm để phát triển vệ tinh chính xác thực chất là thử nghiệm mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, vốn bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thủ tướng New Zealand cho hay sẽ mở cửa biên giới đón du khách quốc tế sớm hơn so với dự kiến là tháng 10 năm nay để thúc đẩy nền kinh tế. Tại cuộc họp báo ngày 16 tháng 3, Thủ tướng New Zealand bà Jacinda Ardern cho hay những du khách người Australia đã tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể nhập cảnh nước này từ ngày 12 tháng 4. Tiếp đó đến ngày 1 tháng 5, khách du lịch từ các nước được miễn thị thực như Mỹ và Anh có thể đến thăm New Zealand. Theo quy hoạch được đưa ra trước đó, biên giới của New Zealand dự kiến sẽ không mở lại hoàn toàn cho đến tháng 10 năm nay. Nhưng Thủ tướng Ardern nói rằng mốc thời gian có thể được đẩy lên sớm hơn dự kiến. Theo quy định, tất cả du khách phải được tiêm phòng và xét nghiệm COVID-19 với kết quả âm tính trước khi khởi hành, đồng thời sẽ được xét nghiệm khi đến và sau đó là ngày thứ 6 của chuyến thăm đến New Zealand. Tuy nhiên, họ sẽ không cần phải cách ly. Vừa qua, tháp Eiffel, biểu tượng nổi tiếng của thủ đô Paris của Pháp đã cao thêm 6 mét sau khi một trạm anten mới được gắn vào đỉnh của tòa tháp này. Tháp Eiffel với chiều cao sau khi xây dựng là 330 mét đã được tăng thêm 6 mét sau khi trực thăng nâng anten lên đỉnh tháp và việc lắp đặt diễn ra trong khoảng 10 phút. Trên thực tế, trong hơn 100 năm qua, chiều cao của Eiffel thay đổi nhiều lần mỗi khi có các trạm anten cũ được thay thế mới. Eiffel, biểu tượng của Paris, được đánh giá là một trong những địa điểm du lịch được nhiều du khách ghé thăm nhất trên thế giới. Cuối chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá một ngọn lửa được cho là tồn tại lâu nhất trên thế giới với hơn 5.500 năm âm ỉ cháy tại Australia. Đám cháy núi Burning tồn tại bên dưới núi Wigan, hay còn gọi là Burning, ở bang New South Wales, có lịch sử ít nhất 5.500 năm. Một số nhà địa chất thậm chí nghi ngờ nó có niên đại lên tới 500.000 năm. Các nhà khoa học cho rằng, hàng nghìn năm trước, vỉa than lộ ra trên bề mặt trái đất và bùng cháy khi sét đánh. Kể từ đó, một ngọn lửa âm ỉ ăn dần vỉa than với tốc độ khoảng 1 mét một năm. Đám cháy ước tính đang ở độ sâu 30 mét dưới lòng đất và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Đến nay, những làn khói lưu huỳnh vẫn bốc lên từ ngọn lửa âm ỉ dưới lòng đất và
đoạn thoát ra khỏi bề mặt qua các lỗ thông hơi. Nhiệt đã nung nóng lớp đất gần đó và làm khô héo thực vật trong khoảng 5.000 mét vuông xung quanh. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.